Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Học viện Crypto và đến với chuỗi hành trình X100 tài khoản của chúng ta. Tôi là Hưng Happy. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn bạn 3 bước để bắt đầu khởi động với dự án của chúng ta. Bước thứ nhất đó là đăng ký hội viên. Bước thứ hai đó là đăng ký tài khoản Telegram. Nếu như bạn đã có tài khoản này rồi thì bạn có thể bỏ qua bước này. Và bước thứ ba đó là tải ví, bảo mật ví và thiết lập các địa chỉ cho các đồng coin. Các bạn đã sẵn sàng lên thuyền cùng với Hưng chưa nhỉ? Nếu đã chắc chắn rồi thì lên thôi. Để bắt đầu trở thành một nông dân 4.0, để bắt đầu chúng ta có thể farm, để chúng ta có thể kiếm tiền ở trên cái thị trường này, thì đầu tiên là bạn cần phải có một cái tài khoản gọi là tài khoản Telegram. Nếu như bạn đã có rồi thì bạn hãy bỏ qua bước này. Còn nếu như bạn chưa có thì đối với iOS thì bạn vào App Store, còn đối với Android thì bạn vào CH Play. Sau đó thì bạn gõ từ khóa tìm kiếm là Telegram. Đây, Telegram ở dưới cùng này các bạn này. Sau đó thì chúng ta nhấn vào là cài đặt. Các bạn chờ một chút, tôi đang xử lý. Rồi, sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ mở nó ra. Và chúng ta đăng ký tài khoản. Start. Ok. Ở đây thì chúng cho phép. Rồi, chúng ta sẽ điền số điện thoại của chúng ta vào 09, bấm next, ok. Send code, chúng ta sẽ bấm vào send code. Chúng ta chờ một chút. 46378 continue. Cho phép. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công cái tài khoản Telegram. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải thiết lập cái username cho Telegram này. Thì các bạn bấm vào dấu ba gạch. Tiếp đến thì bạn bấm vào setting. Bạn thấy cái phần username đây không? Đây, username này. Như này là tôi đã đặt rồi. Còn nếu như các bạn chưa đặt thì các bạn bấm vào đó. Thế sau đó thì các bạn đặt tùy chỉnh là tên cái username nào mà bạn mong muốn. Các bạn đừng đặt là Hưng Happy nhé, tại vì đây là cái username của tôi thôi. Mà phải hãy đặt theo cái username mà bạn mong muốn. Sau đó bấm vào dấu tích, đồng ý. Như vậy là chúng ta đã có tài khoản Telegram. Bước tiếp theo thì bạn cần phải đăng ký tham gia với cái cộng đồng này. Thì để đăng ký tham gia thì cái đường link tôi cũng sẽ để ở phía dưới phần mô tả của cái video này. Và khi bạn bấm vào đường link đó thì nó sẽ xuất hiện ra một cái giao diện như này. Thì bạn kéo nó lên. Sau đó thì bạn điền họ tên của bạn vào. Điền tên họ tên của bạn nhé. Còn đây là tôi đang làm demo cho các bạn thôi. Email của các bạn nhé. Và cuối cùng là số điện thoại của các bạn. Các bạn lưu ý đây là số điện thoại của tôi, nhưng mà các bạn phải điền thông tin của các bạn ấy. Sau đó thì chúng ta bấm vào nút đăng ký. Sau khi đăng ký thành công thì chúng ta sẽ cần phải thực hiện. Bước 1 là các bạn là đăng ký vào channel Mezo Capital. Tại đây thì chúng ta sẽ bấm vào tại đây. Rồi, chúng ta sẽ mở bằng Telegram. Rồi, như thế này là tôi đã join vào rồi. Các bạn chưa join thì các bạn sẽ bấm vào là join. Rồi, sau đó thì chúng ta bấm mũi tên, chúng ta quay lại. Sau đó thì chúng ta sẽ quay lại. Tiếp đến là bước thứ 2. Chúng ta bấm vào bước thứ 2. Bước thứ 2. Rồi, tham gia một group Mezo Capital tại đây. Chúng ta bấm vào tại đây. Đấy, như thế này tôi đã ra join rồi. Nếu như các bạn chưa join thì các bạn bấm join vào. Như vậy là chúng ta đã join thành công vào trong Telegram của Mezo Capital. Tiếp đến là bước thứ 3.